Rồi giờ em đóng hàng cho anh Phan Đức Duy anh. Số sơ đôi dần H422EZ102. Ở đây có biên bản giao hàng, anh để ở đây nha. Đây là 2 cục pin, 1 cục sạc. Trong này là nó có cái khuôn 150. Nhìn cái CU nữa, CU 150. Ở đây 16 nè, 25, 35, 50, 70, 95. 95 là CU nè, 120, 150 là nằm trong đây nè, 185 nè, 240 CU, 300, 400. Rồi nãy giờ em sạc cũng khá khá rồi. Giờ kiểm tra cục pin thứ nhất rồi. Lên được 3 nấc rồi. Pin chính hãng Heli. Rồi rất là đẹp. Chứ không phải mấy cục pin cái gì? Lấy cái bấm rồi đủ 3 lần anh cho xả hết rồi, chứ để cái màu thân nó rút nhiều quá nó cũng không tốt đâu, bao tẩm đâu. Đây, ở đây nó hiển thị rồi, 65 MPa, 23 lần bấm không. Ở đây nó ghi rõ ràng 23 lần bấm. À, khi cái bao tử nó rút dầu về nó đang lên, cái bao tử nó rút lại để nó ép dầu nó đẩy ra, mà khi mà anh xả về anh cho nó tiếp tục thì dầu nó chưa kịp hồi về nó rút thêm lần nữa, thì nó càng rút bao tử nó càng co nó rút lại thì đâu ngày bao tử nó chịu nổi. Thì khoảng như anh rút anh hồ anh liên ép liên tục khoảng 3 lần anh cho nó về xuống 1 lần cho bao tử thoải mái. Còn dù mình đang tới đây thì mình muốn xả thì mình có cái xả ở đây ha, để em nói cho những người chưa sử dụng qua xả ở đây, xả manual bò là ở đây. Cục pin thứ nhất ok ha. Khi mình tháo pin ra rồi nhìn nhớ bấm cái chốt này thôi, nhớ bấm cái đè chốt này giữ xong rồi tháo ra chứ đừng có nắm giật ra, nó làm hư bo mạch thôi. Rồi nãy cục pin thứ hai, nãy giờ em sạc cũng khá, cục này lên đầy nhất, cục này nãy giờ sạc đầy nhiều nhất. Pin chính hãng Heli người ta đóng theo chất lượng tốt, anh nhìn cái cục pin này nó rất là đẹp, không phải mấy cục pin mà nhìn nó giả. Mấy cục pin nó chừng có 500-600 ngàn. Cục pin này là nó chính hãng mà nhìn là y chang với guitar luôn. Cái cân nặng nó là khoảng hơn 600 gram. Anh nhìn cục pin của nó nhìn thấy có thiện cảm không? Đồng 10 ly á, gắn vô không? Trong đó đồng 10 ly đó. Mua cục này còn tiết kiệm hơn biết bao nhiêu là mình phải mua cục pin Magita. Magita này nó sẽ 1 triệu mấy một cục này. Rồi. Rồi. Rồi giờ em đóng hàng của anh luôn nha. Có cái cây này em ép thử cho anh coi luôn. Ép ở đây nha. Ở đây mới chỉ có một mà. Ép này cây số 2. Không.
rồi anh cố gắng giữ đừng rơi rớt ha, vô nước lại vậy. Khi tháo mở rồi thì nhớ giữ không tắt. Rồi đóng đi. Thank you.